Xin chào các bạn, gia đình mình đang chạy xe đến đảo Galveston và sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ở đó. Galveston là một hòn đảo nhỏ gần thành phố Houston, bang Texas. Từ nhà mình chạy xe đến đó thì mất khoảng 3 đến 4 tiếng. Hiện tại đang là mùa đông lạnh giá và mùa đông mà đi biển chắc chắn là không phải để tắm biển rồi. Vậy thì có gì đặc biệt nhỉ? Nếu các bạn muốn biết thì hãy theo dõi tiếp để cùng đi du lịch qua màn ảnh nhỏ với gia đình mình nhé. Chào các bạn, Tôm Tết đang trên đường đi đâu đây? Đúng rồi, Tôm Tết đi Elsa House hả? Tôm Tết đi nhà băng hả? Hôm nay Tôm Tết dẫn các bạn đi nhà băng nha. Ok, let's go. Green under the sun, we do our best to hide. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gotta get what's coming anyway. So take me away some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer, take me away. Trước mình là bị nhà Đơn Lắc đã tới rồi, đang order rồi ăn, sau đó sẽ tới lấy phòng khách sạn. Đơn Lắc tới biển rồi nè, Đơn Lắc vui không? Nhưng mà hôm nay trời mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp là for my wear. Not I'm for my wear. And we know what we do, we live on like an echo. Oh, so take me away. Hamburger của bà Đơn Lắc. Còn cái này là onion ring. Nó ăn gì vậy em? Sweet potatoes. Khoai tây hả? No, sweet potato top. Ăn. This is soda. Eat it. Ah. This is eat it. I saw the fans. Look. Đồ nó ngắm cảnh hả? Con thấy cây dừa không? Go. Người ta chạy xe kìa. Donut ăn no chưa? Oh, don't put me into that car! Don't put me into that car! Đây là dưới sảnh khách sạn, ba tụi donut đang đi check in rồi. Nhà hàng của donut đang đứng ngoài đợi. Hi donut! Donut ơi. Yeah. Okay. Did I see? Did you throw it? Did you throw it? Ở dưới hồ này có cá mà nè. Ở khu này là khu ăn sáng với lại có cái bar. Chỗ này là nước uống hình như là hot chocolate với lại có candy cane để cho các em nhỏ ăn nữa. Lấy một cái cho hai nữa. Hay donut. Donut ăn gì vậy? Donut ăn candy cane hả? Check in xong rồi, bây giờ đi lên phòng. Tới phòng rồi. Phòng này có hai giường cho Queen, một giường cho Donut, một giường cho ba mẹ Donut. Donut thích ngủ giường nào? Ok. Ở bên này là cửa sổ. Để ra ngoài cho các bạn coi view từ cửa sổ ha. Mình nhìn xuống hồ bơi nè. Và bên kia có một cái kim tự tháp. Thế nữa Donut sẽ qua bên đó chơi. Cái khách sạn này là nối với bên đó luôn á. Các bạn thấy nó có đường đây nè. Đó. Trời mưa lạnh lạnh vậy mà cũng có nhiều người bơi ghé. Bây giờ mình sẽ làm room tour cho các bạn tham quan phòng khách sạn này nha. Bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh nè. Đây là mấy cái đồ dùng có sẵn ở trong nhà vệ sinh nè. Đây là mũ bằng ni lông để chùm đầu lúc tắm cho tóc khỏi bị ướt á. Còn cái hộp bên này là bông tẩy trang và tăm bông. Còn hộp này là kim chỉ để dùng trong trường hợp khẩn cấp như là lũng áo, lũng quần chẳng hạn. Ồ, có sẵn cả giấy ướt tẩy trang loại không có cồn luôn, tiện ghé. Còn mấy cái tuyết phía sau này là lotion, sữa tắm, dầu gội với lại dầu xả đó các bạn. Ở khách sạn này có spa nữa nên mấy cái sản phẩm có sẵn để sử dụng á, toàn là những sản phẩm chiết xuất từ trái đu đủ và những thành phần tự nhiên thôi. Ở trong này. Ở bên này là gì đây con? Đây là bồn tắm hả? Ở bồn tắm trong đó. Đây bên này là bồn tắm đúng đối diện với lại chỗ rửa mặt. Phòng tắm khá là rộng rãi, sạch sẽ các bạn ạ. Có cái gương bự nữa chứ. Ở bên phải cửa ra vào là tủ đựng quần áo. Bên cạnh tủ đựng quần áo là bàn giống như bàn trang điểm nha. Có cái chỗ để pha cà phê nữa. Bên này là chỗ để hành lý. TV. Đây là bàn làm việc. Thích cái view này quá đi. Cái view này mà trời nắng đẹp chắc đẹp hơn nữa. con lúc than nhiều người bơi kìa. Hình như dưới đó có bồn nước nóng rồi. Các bạn có thấy chữ N đó không? Cái chỗ đó là Iceland á. Tí nữa đơn nó sẽ qua bên đó. Cái này là mấy cái sự kiện sẽ diễn ra ở cái khách sạn này nè các bạn. Có Iceland, tí nữa đơn nó đây nè. Tí nữa ở bên chỗ cái mấy cái kim tự tháp có đèn đẹp lắm nè. Open spot nữa. Anh cho biết con đập về. I broke my hand. Hey, I broke my hand. Hello Donut. Donut chuẩn bị xong để đi rồi nè các bạn ơi. Donut vô Iceland lạnh lắm nên Donut phải mặc đồ thật là ấm. Rồi mẹ Hằng đây, mẹ Hằng mang bốt lông. Thế lại mặc lại bộ đồ nãy thôi. My new shoes to the point. This is the Elsa room. Không phải. Chứ đâu, ở bên kia mới là nhà của Elsa. Who's that? It's just Anna's one. Quang cảnh đèn ở bên dưới nè. Wow, tối rồi lên đèn đẹp ghê. Đó, đứng ở bên đây thấy rõ chữ Iceland luôn nè. Đây là chỗ để đổi vé, mình đặt phòng trọn gói bao gồm vé đi Iceland với lại khu tham quan của khách sạn luôn. Nên lúc nhận phòng người ta đưa cho mình một cái phiếu để đi đổi á các bạn. Đổi vé được rồi, bây giờ đi Iceland thôi. Đây là lối vào, 6 giờ có suất đầu tiên nên người ta xếp hàng quá chừng luôn nè. Yeah, cuối cùng cũng vô tới cửa rồi các bạn ơi. Ở bên kia là chỗ phát áo khoác để mọi người mặc vô trong Iceland. Trước khi vô trong đó còn được chụp hình gia đình nữa nè các bạn. Tất cả những thứ được trưng bày ở trong nhà băng này đều được làm từ đá lạnh hết đó các bạn. Nên đi trong đây giống như là đi trong tủ lạnh khổng lồ vậy á. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Đi vô trong này mà không có bao tay là chết cống. Bây giờ mẹ Hằng với Donut đang lên để tuột xuống cái đường tuột bằng băng á. Bây giờ nhà đón lắp được coi đèn. Turtle love. There it is. 3, 2, 1. Kia là cái tàu. Ở trong cái nhà trắng này là chỗ trượt băng. Mua bánh mini donut sang. Bây giờ mẹ Hằng với donut đang ngồi đợi ba donut mua bánh donut ăn. đi một vòng coi đèn, bây giờ quay lại cái chỗ Iceland rồi nè. Bên chỗ kia là khách sạn. Bây giờ mình về phòng thôi.